Vâng, thưa quý vị, chương trình hôm nay và ngày mai, mỗi sáng thứ bảy hoặc là chủ nhật trên các làn sóng TV của Đài Việt Nam. Hôm nay thì Thanh Hương có hai người khách đến với Bosa Ticket, đó là Phó Thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí, và người bên phía tay tay trái của Thanh Hương là anh Bùi Mạnh Cường. Xin chào hai anh đến với chương trình. Dạ vâng, trước hết xin được kính chào chị Thanh Hương, cũng như là xin được kính chào quý khán giả của chương trình hôm nay và ngày mai. Xin chào anh Cường. Dạ, xin chào nhị vị và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, thì trước khi bước vào chương trình thì lúc nào Thanh Hương cũng mời khách của mình dùng tí trà để chúng ta trò chuyện với nhau. Và nếu mà có một cái điều gì mà chúng ta không hợp ý với nhau thì xin hai người khách chúng ta thư giãn và có một ly trà với nhau. Thì xin mời Dạ vâng. mời anh thị trưởng. Vậy hôm nay là trà Phó đàm thị phải không trưởng, ạ? trà Dạ vâng. đàm, trà Cái đàm, trà đàm. bình trà này đó, thưa anh Cường và thị trưởng, phó thị trưởng, là Thanh Hương thấy được ở Quốc Việt. Bình trà rất là đẹp nên Thanh Hương phải mua về ngay. Dạ, dạ xin mời. Dạ vâng, xin mời. Xin mời. Xin mời quý vị cùng trà trò Xin chuyện mời. với chúng Vâng, ta. dạ vâng, Dạ. xin mời Dùng cái anh chị. Dạ vâng. Để cho nó sung một chút vậy. Chà cũng giống có như mình vui đang nhậu vậy. Vâng. đấy. Thưa quý vị, hôm nay á là ngày Purple Heart, tức là ngày trái tim màu tím, mà Thanh Hương đã được Happiness Balloon làm cho cái chương trình hôm nay. Thì thưa quý vị, trái tim tím là một cái Purple Heart, là một cái tượng hiệu ngày ngày xưa, năm 1917, ông George Washington đã giao cái giải thưởng này cho những người mà trong chiến tranh mà bị thương hoặc là đã qua đời. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta ghi nhớ những người đã hy sinh trong những cái chiến tranh và tất cả các lính Cộng hòa của mình nữa, thưa Dạ vâng. Phó Thị trưởng và anh Bùi Mạnh Cường. Thì hôm nay Thanh Hương là một người cư dân của thành phố Westminster trên ba mươi mấy năm nay. Thì trong những cái thời gian vừa qua thì có rất là cái nhiều chuyện xảy ra trong thành phố Westminster lắm, mà cái mà đang gọi là gây gấn nhất là cái dự án xây cái tượng đài Quảng Trị. Thì thưa Phó Thị trưởng, thứ tư tuần trước Dạ. thì Thanh Hương có theo dõi đến 12 giờ đêm, Dạ vâng. thì nói là cái dự án này đã được thành phố sẽ quản lý, và cái Quảng Trị Foundation sẽ không còn nữa, phải không ạ? Thưa vị chị, là nó có hai cái vấn đề khác nhau. Vấn đề thứ nhất là nếu mà nói là thành phố quản lý đó thì không đúng. Là thứ nhất đó, là cái dự án mà của bên Foundation đưa ra đó là họ đã làm việc 7 tháng nay rồi. Cái chương trình của họ gần như là sắp xong rồi, và họ dự tính là cái ngày khánh thành là ngày 18 tháng 9 tới đây. Thì là khi mà đang làm việc như vậy, sau cái ngày lễ động thổ đó thì là lại có cái chuyện mà thành phố đưa lại, đặt lại vấn đề. Rồi bây giờ đó thì trong cái phiên họp vừa rồi như chị nói đó, thì là coi như là họ coi như đình hoãn cái việc mà gọi là của ủy ban xây dựng tượng đài, mặc dầu nó gần xong rồi, họ đình hoãn vô hạn định, coi như là không còn nữa. Để rồi bây giờ họ bắt đầu lên một cái dự án mới, mà dự án đó thì là coi như bắt đầu ngay từ đầu, bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại bây giờ cũng chưa có cái chương trình gì mà để mà đưa ra hết, chỉ có gọi là đưa ra và nói là thành phố sẽ dựng cái tượng đài đó. Và chắc chắn rằng cái việc đầu tiên mà chúng tôi biết rằng là cho dù là chưa có những cái mô hình hay là những cái dự án mà đưa ra rõ ràng, nhưng mà một điều tôi biết rõ là sẽ không có xây trong cái khu vực của tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, có nghĩa là công viên của tự do, thưa quý chị. Dạ vâng. Thưa anh Bùi Cường, anh có gì nói thêm về Dạ vâng, Hương bổ túc cái ý kiến của anh Phó Thị trưởng Charlie Chí Nguyễn đó. Thì tôi xin nhắc lại một chút xíu để cho mọi người có thể nhìn rõ rằng là cái dự án xây cất tái chiếm thành Quảng Trị đó đã khởi đầu từ khoảng tháng 8, tháng 9 năm 2020. 2020. Thì cái dự án đã được 5 nghị viên của thành phố Westminster chấp thuận.
chấp thuận trên nguyên tắc đó là được quyền xây cất, và từ đó trở đi đó thì cái dự án đó được thành hình, được đã được gây quỹ cũng như là ký kết với những nhà thầu để xây cất, thì đến tháng 6 phải không anh? Dạ vâng, tháng 6 thì cái dự án nó đã có cái buổi lễ động thổ. Lễ động thổ mang một ý nghĩa gì? Lễ động thổ có nghĩa rằng là cái dự án đã thành hình hết tất cả rồi. Động thổ có nghĩa là đặt cái viên đá đầu tiên tại cái nơi mà đã được thành phố cho phép. Thì có nghĩa là mình nói một cách nôm na rằng là cái dự án này giống như là mình đóng một cái thuyền vậy. Ván đã lên thuyền, sửa soạn hạ thủy. Thì đến tháng 7 thì là có một sự thay đổi lớn mà bên thành phố do bà Kimberly Hồ khởi xướng là ngưng cái dự án đó vì những áp lực chính trị từ phía này phía kia, đúng hay sai cái đó mình hạ hồi phân giải, nhưng mà cái đó là một cái sự thật. Có nghĩa rằng là tôi đã đóng xong cái thuyền, tôi sửa soạn hạ thủy, hạ thủy vào tháng 9 này, tháng 7 đã đóng xong rồi, bây giờ hạ thủy. Thì cái đó là một cái điểm mà gây bức xúc, mà gây tranh cãi ở trong cộng đồng Việt Nam này, không phải tại quận Cam này mà, nhưng mà nó gây tranh cãi đến tận nơi mà có khi cả bên Việt Nam nữa. Thì cái đó là một ảnh hưởng không có được tốt đẹp gì trong cái bộ mặt của cộng đồng Việt Nam mình. Mình không có nói là ai đúng ai sai vội, nhưng mà cái đó là một cái hình ảnh xấu ở trong cộng đồng này, thưa anh, thưa chị Kiết Thanh Hương. Dạ vâng, thưa Phó Thị trưởng Charlie Chí Mạnh và anh Bùi Cường, như Thanh Hương có theo dõi đó, thì cái viên đá đầu tiên đặt ở trong cái chỗ cái khu tượng đài chiến sĩ đó, tức là theo Thanh Hương nghĩ đó, thì bà Kimberly Hồ ngưng cái việc này là không được xây tại cái tượng đài chiến sĩ vì các phía bên người Mỹ họ nói là chúng tôi không muốn quý vị xây ở trong cái tượng đài chiến sĩ đó, và có thể xây ở một cái công viên nào khác. Thì Thanh Hương nghĩ là không phải là mình ngưng cái xây cái dự án này, thưa anh Cường, mà họ chỉ ngưng để mình rời qua một chỗ khác, thưa phải không ạ? Vâng, dạ vâng, anh cho tôi dạ trả lời cái dạ đó, vâng, chị, tôi sẽ trả lời đó. Như quý vị biết đó, là những cái người mà muốn xây ở cái tượng đài khác, ở một cái nơi khác đó, là do một số người Mỹ da trắng mà quote unquote có tính cách kỳ thị. Cái nhóm này là bất cứ cái tượng đài nào xây ở trong đó đều bị phản đối ngay từ đầu. Thì bây giờ đó, người ta có quyền phản đối, người dân có phản đối, nhưng mà cái người phản đối là không phải là những người cư dân của thành phố Washington, là những người ở đâu đâu ở ngoài tiểu bang, cũng như là cái người mà đứng đầu tiên cái sự phản đối đó mà thường xuyên cho tới giờ phút này đó là ông Bob Harrison. Ông ta đây phải nói rằng là ông ta có vợ Việt Nam, nhưng mà ông đầu óc của ông rất là kỳ thị. Cái đó là một cái điều mà tôi rất thắc mắc, không hiểu ông có cái ấm ức gì trong cái chuyện đó. Thì bây giờ đó, quý vị như chị Thanh Hương và anh Trí biết rằng là cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ của mình á, nó là một cái thánh địa của cộng đồng Việt Nam này. Một cái thánh địa, một cái Mecca, tức là một cái nơi mà người, tất cả những người nào Việt Nam khắp nơi trên thế giới từ ở bên Việt Nam qua đây đều phải tới cái nơi đó. Mình không có muốn được là cái tượng đài đó nó sẽ nằm ở một nơi điều hưu hút gió nào đó để mà không có người thăm viếng. Nếu chúng ta xây cất vào một cái nơi mà không có thị tứ thì không thăm viếng. Thì cái câu hỏi chúng tôi đặt ra là sao? Bắt đầu từ cái ngày tháng 12, quý vị chấp nhận cái dự án đó, mà trong đó có ông Bob Harrison phản đối kịch liệt trong cái chuyện đó, và những người khác nữa, mà quý vị bỏ qua cái điều đó. Quý vị chấp thuận cái địa điểm đó. Rồi đến 6 tháng sau, viên đá đầu tiên được đặt ở chỗ đó. Quý vị cũng không phản đối. Nhưng mà sau cái viên đá đầu tiên ấy, thì cái sự vận động ngầm mà chúng tôi chưa muốn đi nói tới là đã thay đổi cái ý kiến. Thì như vậy là có một cái sự tráo trở của
một người nào ở trong thành phố mà nói trắng ra là bà Kim Lê Hồ vì vấn đề quyền lợi cá nhân, vì quyền lợi chính trị cá nhân thành ra bà đã thay đổi ý kiến đó. Thì đó là cái điều mà rất nhiều người không có nhìn thấy và không hiểu được tại sao nó như vậy. Dạ vâng, thưa cảm ơn, xin lỗi anh tại vì mình có hết giờ rồi. Xin quý vị đừng rời chương trình hôm nay và ngày mai chúng tôi sẽ trở lại để tiếp những cái câu hỏi và câu trả lời của Phó Thị trưởng Mạnh Chí cũng như anh Bùi Mạnh Cường. Cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ, chúng tôi sẽ trở lại ngay trong phần 2. Xin quý vị đừng rời chương trình, xin cảm ơn.